Chào các chị Lưu, em là Hồng Lan đây. Và trong video này, em Hồng Lan sẽ chia sẻ với các chị. Trước đây, em Hồng Lan không hề dám dùng sản phẩm dược lực collagen. Nhưng bây giờ thì em Lan lại đang bán sản phẩm dược lực collagen. Lý do là vì sao vậy? Các chị ạ, thời gian vừa qua, dược lực collagen bên em thực sự là rất hot. Được rất rất nhiều người tin dùng, phải kể đến các hiệu thuốc, các siêu thị, các spa. Ai cũng có thể nói rằng là dược lực collagen vô cùng là tuyệt vời. Nhưng lý do để em Lan đến với sản phẩm dược lực collagen lại là những điều tuyệt vời chia sẻ sau đây. Thứ nhất là sản phẩm dược lực collagen có những đặc điểm mà những sản phẩm khác không hề có. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì dược lực collagen được coi là một cái sản phẩm tiên phong của thế kỷ 21 các chị ạ. Sản phẩm dược lực collagen có chứa thành phần dược lực. Dược lực chính là sắc tố quang được tổng hợp lên thực vật. Đây chính là màu xanh của lá cây. Được ví như là máu của cây xanh, vậy cho nên dược lực vô cùng quan trọng. Bởi vậy các nhà khoa học đã nghiên cứu tìm hiểu xem tại sao dược lực lại có tầm quan trọng đến sức khỏe của con người. Và rất tuyệt vời khi sản phẩm dược lực collagen đã đạt được hai giải Nobel khoa học vào năm 1915 và năm 1930 các chị ạ. Năm 1915 thì dược lực có cấu tạo đồng nhất với tế bào hồng cầu. Đến năm 1930 thì dược lực thực sự làm nhiệm vụ đó là thải loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể người. Không dừng lại ở đó, em Hồng Lan còn bị cuốn hút bởi dược lực collagen chứa collagen, nhưng không phải là collagen thông thường mà là collagen peptide. Đây là một dạng collagen thủy phân bởi vì có kích thước vô cùng nhỏ so với collagen thông thường. Chính vì thế, collagen peptide vô cùng dễ dàng hấp thu vào cơ thể người. Sau 7 ngày thôi là các chị đều cảm nhận rõ rệt làn da căng bóng hơn, mờ nám, mở tàn nhang. Như vậy, collagen có trong dược lực vô cùng là hữu ích. Và với việc dược lực collagen đã chinh phục được em Lan thì bản thân dược lực collagen còn chứa một thành phần nữa mà em Lan vô cùng thích, đấy chính là vitamin C. Vitamin C giúp cho sức khỏe, giúp cho đề kháng tăng cường tối đa, và đặc biệt là vitamin C còn giúp cho làn da của chị em được mịn màng hơn. Và chính là vitamin C kết hợp với dược lực đã giúp cho việc táo bón được bay xa. Một thành phần nữa mà các chị em phụ nữ như em Lan và các chị đều yêu quý, đấy chính là insulflavone, hay còn gọi là tinh chất mầm đậu nành. Tinh chất mầm đậu nành ở trong dược lực collagen thì vô cùng giúp cho các chị yêu có được nước nôi đầy đủ, hay còn gọi là tránh xa vô hạn âm đạo, giúp cho đời sống vợ chồng, tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng và thăng hoa. Điều này thì sẽ khiến cho em Hồng Lan vô cùng là yêu thích. Một thành phần nữa có trong dược lực collagen chinh phục em Lan đó chính là biotin. Biotin giúp cho mái tóc được chắc, khỏe hơn. Và cuối cùng là axit hyaluronic có trong dược lực collagen. Đây chính là axit ở thể dạng gel và luôn luôn cấp ẩm, cấp nước cho làn da, giúp cho làn da được mức mượt mượt. Vậy là 6 lý do cũng là 6 thành phần hội tụ trong dược lực collagen chinh phục em Lan. Trước đây thì em Lan đâu có sử dụng dược lực collagen đâu, nhưng từ giờ em Lan đã biết và tin tưởng đến sản phẩm này. Câu chuyện của em Lan chắc chắn sẽ làm cho các chị tò mò. Vậy thì để cho các chị có thể biết được sự tò mò đó, đánh tan được sự tò mò đó, hãy liên hệ với em Hồng Lan qua số điện thoại 0857577668. Em Hồng Lan sẽ nhắc lại số điện thoại đó là 0857577668. Các chị sẽ sở hữu ngay được dược lực collagen đẹp da đẹp dáng, mờ nám, mượt tàn nhang, và hơn thế nữa, giúp cho đời sống của các chị luôn luôn hạnh phúc và bản thân các chị được xinh đẹp hơn mỗi ngày. Hãy đồng hành cùng với dược lực collagen và hãy để cho em Hồng Lan được giúp các chị đẹp hơn, xinh hơn. Cảm ơn các chị đã lắng nghe Hồng Lan. Hẹn gặp lại các chị ở video tiếp theo.